Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 5 tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 2, cánh đồng hoa. Chúng mình cùng tham gia khởi động, trao đổi với bạn, em có thể làm gì để góp phần làm cho khu phố hay thôn xóm của em thêm sạch đẹp? Em có thể góp phần làm cho khu phố hay thôn xóm của em thêm sạch đẹp bằng cách tham gia vào các hoạt động làm sạch cộng đồng, tham gia vào các hoạt động tổ chức làm sạch khu phố như cuộc vệ sinh môi trường, thu gom rác thải hay tổ chức buổi dọn dẹp công cộng, xây dựng ý thức vệ sinh, tuyên truyền mọi người vệ sinh rác thải khi ăn uống ngoài trời, không vứt rác bừa bãi, và tham gia vào các chiến dịch tái chế, vân vân. Và hôm nay chúng mình học bài Cánh đồng hoa. Bây giờ chúng mình đọc bài cùng với cô giáo. Cánh đồng hoa, ở đầu làng có một đống cỏ khá rộng. Gia ca mư hoa, gia bốc và mư nhơ thường rủ nhau tới đó vui chơi. Gia ca luôn mang theo chiếc trống nhỏ. Cậu vỗ trống rất hay. Mỗi lần Gia ca vỗ trống, các bạn lại cùng múa hát tưng bừng. Thế nhưng gần đây, trên đồng cỏ, một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa, hò hét như mọi ngày. Cứ thế này, đồng cỏ sẽ thành bãi rác mất thôi. Mư nhơ thở dài. Mư hoa quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi. Gia ca, gia bóc thì rầu rĩ, biết làm thế nào bây giờ? Bỗng mư hoa hỏi, các cậu có thấy bầu trời như một vườn hoa không? Mư nhơ gật đầu. Cánh diều giống hoa ngũ sắc, đám mây giống hoa cúc trắng, vân vân. Mư hoa bật dậy, chúng ta sẽ biến nơi đây thành cánh đồng hoa. Mọi người không nỡ lấy cánh đồng đẹp làm chỗ đổ rác đâu. Các bạn nhỏ chụm đầu bàn tính và quyết tâm cải tạo đồng cỏ. Biết ý tưởng đó, nhiều cô bác trong làng đã hưởng ứng. Họ hô hởi cùng các bạn bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Cây đâm chồi nảy lộc, rồi nhú nở những bông hoa đầu tiên. 3 tháng sau, hoa đã đua nhau khoe sắc. Cúc bách, nhật, tím lim, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm, vân vân. Quả nhiên không thấy ai đến đây đổ rác lựa nữa. Nhóm bạn vui mừng nhảy múa ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Với cánh đồng hoa xinh đẹp, ngôi làng trở nên nổi tiếng, đón nhiều khách tới tham quan. Các bạn nhỏ và dân làng cười vui. Cánh đồng hoa cũng như đang vui cười hạnh phúc. Theo Lê Anh Vinh, Bùi Thị Diền. Bài Cánh đồng hoa được chia thành các đoạn như sau. Đoạn 1 từ đầu cho đến tưng bừng. Đoạn 2 tiếp theo cho đến đổ rác đâu. Đoạn 3 tiếp theo cho đến tiếng trống rộn ràng. Đoạn 4 là phần còn lại. Chúng mình luyện đọc từng đoạn rồi chúng mình sẽ đọc cả bài. Đọc xong chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Có 5 câu hỏi. Câu 1. Các bạn nhỏ có những hoạt động vui chơi nào trên đồng cỏ đầu làng? Chuyện gì xảy ra ở đó? Chúng mình đọc đoạn đầu tiên của bài để trả lời.
Các bạn nhỏ thường có những hoạt động vui chơi như vỗ trống, múa hát tưng bừng trên đồng cỏ đầu làng. Tuy nhiên, gần đây một bãi rác đã xuất hiện và lớn dần, khiến cho không gian bốc mùi khó chịu, không còn trong lành và dễ chịu như trước. Các bạn nhỏ chẳng còn nô đùa, hò hét như mọi ngày. Câu 2. Khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ lo buồn thế nào? Các bạn đã có ý tưởng gì? Chúng mình đọc đoạn văn từ cứ thế này cho đến làm chỗ đổ rác đâu? Để trả lời, khi nhìn thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ cảm thấy lo buồn, họ không muốn mất đi nơi vui chơi yêu thích và không muốn thấy môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Vì vậy, họ đã nảy ra ý tưởng biến đổi đồng cỏ thành một cánh đồng hoa đẹp mắt. Câu 3. Các bạn nhỏ đã thực hiện ý tưởng đó như thế nào và kết quả ra sao? Các bạn có cảm xúc gì trước thành quả đạt được? Chúng mình đọc kỹ đoạn văn từ chỗ các bạn nhỏ trụm đầu cho đến hết để tìm câu trả lời. Các bạn nhỏ đã thực hiện ý tưởng bằng cách tổ chức tham gia vào việc dọn dẹp, xử lý rác thải và trồng cây trên đồng cỏ. Các bạn nhỏ trụm đầu ban tính và quyết tâm cải tạo đồng cỏ. Họ hô hởi cùng bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Cây đâm chồi, nảy lộc, rồi nhú nở những bông hoa. Hoa đua nhau khoe sắc, cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm, vân vân. Kết quả là đồng cỏ đã biến thành một cánh đồng hoa xinh đẹp, không còn là nơi đổ rác nữa. Cảm xúc của các bạn nhỏ trước thành quả đạt được là vui mừng và hạnh phúc khi thấy môi trường xanh, sạch và cả làng hưởng ứng tích cực ý tưởng của họ. Câu 4. Kể tóm tắt nội dung câu chuyện cánh đồng hoa theo gợi ý dưới đây. Niềm vui trên đồng cỏ, nguy cơ đồng cỏ trở thành bãi rác và ý tưởng cải tạo đồng cỏ. Thực hiện ý tưởng, kết quả tốt đẹp. Nhóm bạn nhỏ vui sướng cùng nhau chơi vui trên đồng cỏ. Bỗng một ngày, đồng cỏ xuất hiện một bãi rác bốc mùi. Các bạn nhỏ lo lắng đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác. Chợt một bạn nhỏ nảy ra ý tưởng cải tạo đồng cỏ thành một đồng hoa, thành một vườn hoa, thành một đồng hoa. Ý tưởng độc đáo này được rất đông mọi người hưởng ứng, cùng nhau bắt tay vào cày xới, trồng các loài hoa đẹp. Cuối cùng đồng cỏ với những bông hoa khoe sắc, không còn ai có ý định vứt rác ra nữa. Các bạn lại cùng nhau gieo hò, vui đùa bên cánh đồng hoa. Câu 5. Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện? Mỗi người lại rút ra được bài học cho mình. Ví dụ, em rút ra được bài học từ câu chuyện cần có ý thức bảo vệ môi trường, luôn có những cách làm, biện pháp để khắc phục mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống, không thể dễ dàng bị khuất phục trước những thử thách, chướng ngại, cản trở. Chúng mình chuyển sang phần vận dụng. 1. Xếp những từ in đậm dưới đây vào nhóm thích hợp. Mỗi lần ra ca vỗ trống, các bạn lại cùng múa hát tưng bừng. Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi? Biết ý tưởng đó, nhiều cô bác trong làng đã hưởng ứng. Nhóm bạn vui mừng nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Vậy từ in đậm là từ tưng bừng, vui chơi, hưởng ứng, rộn ràng. 4 từ in đậm này,
Từ nào là động từ? Từ nào là tính từ? À, từ vui chơi là động từ, từ hưởng ứng là động từ. Còn tính từ đó là từ tưng bừng, từ rộn ràng. Bài 2, tìm từ có thể thay thế từ in đậm trong mỗi câu ở bài tập 1. Ở bài tập 1 có 4 từ in đậm: tưng bừng, vui chơi, hưởng ứng, rộn ràng. Chúng mình tìm từ cùng nghĩa để có thể thay thế. Ví dụ, để thay thế cho từ tưng bừng. Tưng bừng thì từ cùng nghĩa đó là hồi hộp, phấn khích. Từ vui chơi cùng nghĩa là giải trí, chơi đùa. Từ hưởng ứng cùng nghĩa là tham gia, ủng hộ. Rộn ràng, từ cùng nghĩa là từ náo nhiệt, nhộn nhịp. Chúng ta tìm từ gần nghĩa để có thể thay thế. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết viết, tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Tiếp theo. 1. Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Chào các bạn, tôi là Chuột Xù. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện phiêu lưu ly kỳ của tôi và cậu bạn thân Mèo Nhép. Hôm ấy là một ngày rất đẹp trời, chúng tôi đều muốn đi chơi. Tôi thì muốn chơi ở bên này sông, còn cậu bạn của tôi lại nằng nặc đòi đi chơi ở bên kia sông. Tôi vẫn nhớ lời dặn của bác ngựa là bên kia sông nguy hiểm lắm. Thế mà chẳng hiểu sao Mèo Nhép lại cứ muốn đi chơi ở đó. Cậu ấy quả là thích phiêu lưu, nhưng phiêu lưu mà mất an toàn thì thật đáng sợ. Tôi cố gắng thuyết phục Mèo Nhép, cậu ấy chẳng những không nghe mà còn chê tôi nhát. Cuối cùng tôi đành chịu thua và đi theo cậu ấy vì không nỡ để cậu ấy mạo hiểm một mình. Trên lưng bác ngựa trở về, tôi vẫn giả vờ nằm. Trên lưng bác ngựa trở về, tôi vẫn giả vờ nằm thiêm thiếp. Mèo Nhép chắc là biết lỗi, cứ sụt xịt, nước mắt rơi. Cô đọc lại đoạn cuối. Trên lưng bác ngựa trở về, tôi vẫn giả vờ nằm thiêm thiếp. Mèo Nhép chắc là biết lỗi, cứ sụt xịt, nước mắt rơi ướt cả bộ lông của tôi. So với lúc cậu ấy khăng khăng đòi sang sông chơi, thì bây giờ trông cậu ấy thật khác, thật quá khác biệt. Tôi phải cố nén cười, cứ để cậu ấy ân hận một lúc nữa, như thế mới có bài học chứ. Chúng mình suy nghĩ và trả lời câu hỏi ABCD. Chúng mình đọc kỹ đoạn ở trên để chúng ta trả lời 4 câu hỏi. Câu hỏi A. Các đoạn văn trên kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật nào? Các đoạn văn trên kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật Chuột Xù. Nhân vật đó dùng những từ ngữ nào để gọi mình và các nhân vật khác? Để gọi mình thì xưng tôi, Chuột Xù xưng tôi và chúng tôi. Còn Chuột Xù gọi Mèo Mép là cậu bạn thân, cậu ấy. Còn gọi bác ngựa là bác. Câu C. Những từ ngữ in đậm thể hiện điều gì? Chọn đáp án đúng. A, B, C, D. Từ in đậm là từ chẳng hiểu sao. Chắc là thể hiện Chuột Xù không chắc chắn về suy nghĩ cảm xúc của Mèo Nhép. A là đáp án đúng. Câu D. Cách kể chuyện trong đoạn văn trên có gì khác với cách kể chuyện trong bài văn trang 11?
Chúng mình cùng xem lại bài văn trang 11 và bài văn ở trên. Chúng ta so sánh. Bài văn ở trang 11 mở bài giới thiệu câu chuyện. Thân bài kể lại câu chuyện với những chi tiết sáng tạo. Kết bài nêu suy nghĩ, cảm xúc về câu chuyện. Còn bài văn hôm nay mở bài là mở đầu câu chuyện là chào hỏi với người đọc và giới thiệu về bản thân như đang giao tiếp nói chuyện với người đọc. Tiếp theo đó là cách kể lại các sự vật trong câu chuyện. Nhiều cảm xúc của bản thân chuột xù, người kể. Cách kể các sự vật có đan cài suy nghĩ của chuột xù, các dự đoán và kết luận cá nhân của chuột xù. Và cách kết thúc câu chuyện là châm biếm mang tính cảm xúc, nhấn mạnh bài học dành cho cậu bạn mèo nhép. Đó là sự khác biệt giữa hai bài. Đó, chúng mình so sánh. Bài 2 trao đổi về những điểm cần lưu ý khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện. Câu chuyện được kể theo lời của nhân vật nào? Nhân vật kể chuyện xưng là gì? Các sự việc trong câu chuyện được kể như thế nào theo cảm nhận của nhân vật? Những điểm cần lưu ý khi đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện. Câu chuyện được kể theo lời của nhân vật nào xưng là gì? Các sự vật trong câu chuyện được kể như thế nào theo cảm nhận của nhân vật? Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với nhân vật, điều chỉnh giọng điệu, tình cảm tùy thuộc, bối cảnh, tình huống trong chuyện có. Bổ sung các yếu tố cảm xúc, tính từ, trạng thái trước những tình huống chuyện phù hợp. Có sự diễn đạt thoải mái, tự nhiên với các câu văn khi miêu tả, kể chuyện. Không gò bó vào câu chuyện ban đầu. Ghi nhớ, đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cũng là một cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Bài văn có 3 phần. Mở bài, đóng vai nhân vật để tự giới thiệu và dẫn dắt vào câu chuyện. Thân bài, kể lại diễn biến câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật mà em đóng vai. Kết bài, kể kết thúc của câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật. Chúng mình chuyển sang phần đọc mở rộng. Đọc câu chuyện về thế giới tuổi thơ. Chúng mình đọc các câu chuyện. Chúng mình tìm ở sách báo hoặc trên internet để chúng mình đọc. Sau đó chúng mình điền vào phiếu đọc sách theo mẫu. 3. Trao đổi với bạn về câu chuyện đã đọc. Em có thể chọn một trong các hoạt động sau: kể tóm tắt câu chuyện và giới thiệu về nhân vật chính. Nêu điều thú vị về thế giới tuổi thơ được thể hiện trong câu chuyện. Chia sẻ những điều em học tập được về cách kể chuyện. Phần vận dụng. Kể cho người thân nghe câu chuyện về thế giới tuổi thơ mà em đã đọc hoặc đã nghe, cùng người thân nhận xét về các nhân vật, sự việc trong câu chuyện. Chúng mình lưu ý, hàng ngày chúng mình ôn lại bài đã học ở trên lớp và xem trước bài học của hôm sau. Với cách học đó, chúng mình sẽ nhớ bài và khắc sâu được kiến thức. Chào tạm biệt, hẹn các bạn ở những video bài học tiếp theo.